Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế chịu trách nhiệm chủ động quyết định việc sử dụng kinh phí được giao cho phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến của công tác phòng chống dịch và phù hợp với yêu cầu chuyên môn theo từng giai đoạn. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với công tác phòng chống dịch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.